Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay mình cũng có đi ngang qua vườn của cô Huệ ở xã Phú Lộc, huyện Cà Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là vườn bơ của cô, thì vườn bơ này cũng được 3 và 4 năm tuổi, cũng có những cây 3 năm, những cây 4 năm, thì hôm nay cũng ra được trái. Thì hôm nay vô tình mình đi ngang qua vào thăm vườn cho cô, thì cô cũng chia sẻ là vườn như có mình cô chăm sóc, nên công tác mà cành chồi rồi thân cây nó bị bệnh cũng rất là nhiều. Nên qua đây mình quay cho con xem về cái quy trình mà vườn bơ chúng ta tới lúc mà chuẩn bị thu hoạch thì công tác chúng ta nên chuẩn bị những công tác nào. Thì ra mình quay để nói sơ cho bà con về cái vườn bơ của cô Huệ để con tham khảo về bơ bút hiện tại. Và cái thứ hai nữa là mình nói cho bà con về cái vấn đề mà chuẩn bị thu hoạch thì chúng ta nên làm những cái gì để cho con chúng ta tham khảo. Và đối với những vườn chuẩn bị tiến hành thu hoạch lần gần cuối như thế này thì hiện tại giá cũng dao động gần 35 và 40 nghìn rồi, thì cũng rất là cao, thì giá trong giai đoạn đang tăng lên. Thì hầu như những bà con có bơ ở những giai đoạn này thì hầu như bà con yên tâm về cái giá thành chúng ta. Nói chung là rất là cao so với đầu mùa là 20-25 nghìn. Thì lúc đó là những bà con chúng ta cũng hay bị bán sớm để tránh tình trạng mà rụng. Và thứ hai nữa là nứt cái trái rồi. Thứ ba là bị mất trộm nữa. Thì nó nhiều vấn đề. Thì mình nói sơ để bà con biết nè. Sau khi mà chuẩn bị tiến hành thu hoạch á, thì việc đầu tiên là mình khuyên bà con là những cây bơ chúng ta, những cây bơ nằm rất là cằn, không có đọt, không có chồi để nó nảy sinh. Thứ nhất là trái nhiều, hoặc thứ hai là cây yếu sức thì chúng ta sẽ bón NPK. Thì theo như quan điểm cá nhân mình thì những cái vườn này để cho con phục hồi cây của mình cho nó khỏe thì bà con nên bón cho mình lượng đạm nó cao. Thứ nhất là bón NPK, sau khi bón NPK xong thì bà con tiến hành tưới nước cho mình luôn, tưới luôn. Sau khi tưới một khoảng thời gian khoảng 15-20 ngày thì nó sẽ ra cơ đọt mới. Thì khi ra cơ đọt mới này thì bà con chịu khó phun thuốc sâu, thuốc côn trùng, chích thuốc cho mình để dưỡng cơ đọt này. Thế là tùy vườn nha, có những vườn sẽ không ra đọt được và những vườn ra đọt bình thường. Thì đối với trường hợp ra đọt thì bà con nên dưỡng cho mình thuốc sâu nha, để tránh tình trạng mà cái côn trùng nó chích đi cái thuốc sâu đó, chích đi ngọn đó, thì tỷ lệ ho rất là kém. Thì cái đó mình khuyên bà con. Cái thứ hai, sau khi mà 20 ngày thì họ tiến hành bón cho mình lăng và kali và vi lượng để co cây nó bình phục và cân đối. Và sau khi bón cái lần hai này sau 20 ngày thì con tiến hành xiết nước cho mình. Thì đó là cái trường hợp đối với những vườn đang còn quả nha, hoặc là những vườn cận kề những bị làm hoa thì nó sẽ, những vườn nào giai đoạn thứ hai này nó rơi vào là trễ hơn một tháng. Thì đó là tùy vườn, thì chúng ta nêu trái lâu thì dẫn đến tình trạng cây chúng ta nó phải bình phục lại chậm hơn so với những vườn bán sớm, thì cái cây gì nó cũng vậy. Thì đó là những cái phương án mình chia sẻ về cái vấn đề phục hồi cây chúng ta. Đó là về việc phân bón nha. Còn việc thứ hai nữa là cành chồi. Thì đối với những cây mà sau khi thu hoạch thì con tiến hành làm cành cho mình, nghĩa là những cái cành nào mà khi thu hoạch trái xong mà không khả năng ra hoa nữa thì con bấm bỏ mình bình thường. Còn đặc biệt đối với những cành tâm mà cành có khả năng ra hoa và con không nên bấm hết nha. Đó là đối với những vườn đang làm hoa, thì mình nhắc lại đang làm hoa thì tỷ lệ làm cành nó sẽ rất là ít, không có bấm mạnh. Còn đối với những vườn mà chúng ta tạo tán thì mình hướng dẫn bà con bấm rất là mạnh, tỉa cành rất là mạnh. Thì cái đó bà con luôn luôn phân vân là tại sao bấm mạnh như thế, thì bà con có thể xem nhầm clip, clip tạo tán khác, clip mà làm hoa nó sẽ khác. Mình ghi rất là rõ rồi, thì qua đó nên bà con chịu khó xem lại cái trong clip mình nói rất là kỹ cho bà con á. Còn vấn đề chính của cái clip này là mình quay cho con xem về cái vườn của chị Huệ, về công tác kiểm tra bệnh trên cây bơ của chị nè. Cái thứ hai là hướng dẫn cho chị các biện pháp mà chăm sóc vườn để cho nó hiệu quả. Thì ra đầu mình đi ngang để quay cho con xem á, thì chị cũng hỏi khi nào có dịp đi ngang thì ghé cho mình. Thì hôm nay mình cũng ghé thăm vườn của chị. Thì ở nhà chị có một mình chị chăm sóc à, thì phụ nữ thì công tác nó cũng rất là mệt, thì cái đó bà con đều biết rồi. Nhưng mà một mình chị chăm sóc với vườn bơ trái như thế này cũng chắc chung là rất là đạt. Với giá thành 35.000 và 40.000 như thế này á, thật sự rất là nhuận. Thì một cây bơ này mình tính khoảng 40-50kg thôi, thì giá nó cũng rất là cao rồi. 40kg là cũng có giá 1 triệu đến 1,2 triệu, có thể là 1 triệu 6 một cây. Đó là tùy vào mỗi đợt. Thì có rất nhiều bà con nói là bơ bút giá rất là rẻ. Thì cũng có hai mặt của nó là khi bà con bán sớm thì giá nó rẻ, thì con bán giữ lại thì nó ra cao. Thì hầu như bà con bán sớm dẫn đến chất lượng bơ bút chúng ta rất là dở, cơm nó không có ngon, rất là lạc. Thì thế nên giá nó rẻ là cái điều mà bà con chúng ta thắc mắc.
Tại sao năm nay giá rẻ? Giá rẻ là bà con hái chưa đúng lúc, chưa đúng thời vụ thì cơm nó sẽ không ngon và dở đi, thì nó làm mất mất phẩm chất của bơ bút. Còn đúng như giai đoạn này á thì hầu như tất cả bơ bút á 90% là ngon hết rồi, rất là ngon và dẻo. Thì đó đúng là giai đoạn. Cái vấn đề mà bà con nói là rụng trái rất là nhiều á, thì cái đó nguyên nhân chính vẫn là do bột xít cái chích, bà con không phòng được giai đoạn đó. Và cái hai là nấm khuẩn xâm nhập vô trái làm cho trái chúng ta nứt hết đi á, thì con phải lo và bán sớm hết đi. Lúc đó bà con không có phun phòng được, không có những cái thuốc nó chiên để phun vào để cho nó khắc phục vào cái tình trạng nứt đó, thì nó có rất nhiều mặt. Thì thật sự cái bơ bút này á, mình nói với bà con rất là nhiều rồi, nó rất là khó, nó rất là nhiều mặt. Thì quan điểm mỗi cá nhân, mỗi trường hợp thì bà con chúng ta hiểu nó một cái quan điểm khác nhau, nhưng đi sâu vào cây bơ á, thì chúng ta lại rất là khó hiểu nó. Vì cái khí hậu gốc, nguồn gốc của cây bơ này là bên xứ Mỹ, xuất xứ bên nước Mỹ về, thì nên chúng ta phải am hiểu và chăm sóc nó một cái chế độ thật là cân bằng và cân đối. Và cái thứ hai, nó vẫn phụ thuộc vào thời tiết một phần, nhưng mà con chúng ta áp dụng được kỹ thuật về kinh nghiệm của mình á để chăm sóc cây bơ chúng ta thì nó rất là hiệu quả. Thì đó là mình chia sẻ với bà con. Thì về cái vườn này á, thì của chị Huệ chị trồng cũng có 100 cây thôi, mà hầu như cây nào cũng ra trái rất đều, xanh và đẹp. Thì chị cũng có chăm sóc phun thuốc bóng trái đẹp trái và giữ trái. Thì vườn bơ của chị thì hầu như là chỉ có vài cây là bị bệnh xì gốc, thì chị cũng kêu là trong thời gian mưa nhiều quá thì tiêu cũng chết, công việc ở nhà nhiều nên không có chăm sóc được, dẫn đến nó bị xì. Thì mình cũng hướng dẫn cho chị Huệ là công tác nhất là cạo sạch cái vết bệnh đi, là chúng ta quét thuốc khoảng cỡ 2 lần cách nhau 5 đến 7 ngày á thì nó sẽ hết bệnh. Và công tác mình nhắc lại công tác làm cành nha, thì bà con chịu khó cắt cho mình những cành ngọn á, con bấm cho nó thoáng trong phần thân gốc đi để chống tình trạng bơ chúng ta nó bị xì, săn thối gốc. Thì đó là mình cũng nhắc nhở sơ. Thì toàn bộ clip này á, mình cũng nói lại về công tác thăm vườn thôi, chứ còn hầu như mình cũng hướng dẫn cho bà con tất cả clip rồi. Thì mình cũng quay lên cho bà con xem để những vườn của mình đang bà con nông dân, để cho mỗi người có một cái quan điểm để xem vườn bà con nông dân trồng đối với vườn mình. Thì nếu bà con áp dụng được cái phương pháp nào á, thì bà con có thể áp dụng được vào đó. Thì với năm 2019 này á, thì về thời tiết thì năm nay lượng mưa nó cũng đã giảm rồi. Thì gần đây là ngày 11 tháng 7 2018 thì cũng có vài cơn mưa đầu mùa, cũng như là gần đầu mùa nắng rồi đó, gần kết thúc mùa đó. Thì còn mưa rất là lớn, thì cái này nó cũng ảnh hưởng của thời tiết, không khí lạnh đó. Thì cái này tùy khu vực thôi. Thì cái này mình về vấn đề thời tiết thì không ai biết trước được cái thời tiết như thế nào, nên mình chỉ thông báo và hướng dẫn sơ con về những công tác mà chuẩn bị cho vụ 2019 chắc. Thì nó việc phân bón cành chồi và công tác chuẩn bị chặt đọt. Thì cái này mình cũng hướng dẫn sơ về, nếu bà con áp dụng theo quy định, theo quy trình của bà con nông dân á, thì bà con chủ yếu coi vào thời tiết và chế độ ngọn của cây bơ chúng ta nó phát gần hết chưa, và đã có làm nụ hay là chuẩn bị già đọt hết chưa, thì bà con có thể xem và tiến hành phun thuốc chặn đọt. Và trước khi phun thuốc chặn đọt á, mình cũng khuyên bà con á là kiểm tra lại sâu bệnh, nấm bệnh, côn trùng, thì bà con có thể xử lý khi mà phun thuốc chặn đọt chúng ta sẵn đó trong phun luôn một lần. Rồi thay là trước giai đoạn mà chuẩn bị làm hoa thì con cũng kiểm tra là phun cho mình là nấm bệnh thuốc sâu, để tránh tình trạng mà khi nở hoa này kèm theo nấm bệnh này kèm theo sâu á thì nó làm hại đến hoa chúng ta, thì lúc đó nó ảnh hưởng rất là nặng đến cây trồng chúng ta. Vì trong giai đoạn hoa thì bà con không thể nào phun được thuốc sâu và thuốc côn trùng chích thuốc, nếu bà con phun vào nó sẽ dẫn đến tình trạng là nóng hoa và teo hoa. Thì một lần nữa bà con cứ xem cái clip đi và vui lòng đăng ký kênh để tạo cho mình cái động lực để quay tất cả các video tiếp theo. Thì trong vườn này thì cũng có tiêu, sen, bơ, nên mình cũng quay đa số chính là về cây bơ thôi. Thì bà con cứ xem đăng ký kênh, thì tiếp tới mình sẽ luôn luôn cập nhật những video mới để cho con xem, đã có những cái hình ảnh mới nhất về những cái vườn của bà con nông dân ở khu vực Tây Nguyên chúng ta nói chung, và từng khu vực nói riêng như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước. Thì mình cũng đi tới những vườn bà con nông dân, thì mình sẽ quay và hướng dẫn và phục vụ cho công tác của bà con xem trên hình ảnh video để con có thể tham khảo được. Ngoài thực tế ở những vùng thì bà con trồng đối với những cây bơ thì những khu vực đó thì so với khu vực của mình thì nó lợi năng suất và lợi nhuận nó sẽ như thế nào, và thời tiết ảnh hưởng như thế nào, để con có những cái chế độ chăm sóc của từng vùng nó khác nhau. Xin cảm ơn bà con ạ.